Rồi, con chia sẻ cái câu chuyện mà cái người thanh niên đó hôm bữa thì người ta dụ dỗ tán tỉnh con làm sao mà con mời người ta đến nhà chơi hay là tự người ta tới. Người ta muốn xuống chơi cho biết. Hả? Người ta xuống chơi cho biết gia À, đình mình. à con mời người ta tới chơi để cho biết gia đình ha. Thì mới tới lần đầu tiên đúng không? Dạ. Tới lần đầu tiên thì ai là người ngỏ ý mà mượn xe? Là ảnh kêu con mượn. Anh ấy kêu con mượn. Mượn xe của gia đình đi Dạ. là mục đích chính hôm đó, đó là lấy xe. Thế tại sao người ta về nhà mình nhé, về nhà con chơi để thăm nhà là người ta đi bộ à? Hay đi bằng cái gì? Đi bằng xe Đi từ xe. dưới quê lên. Đi xe dưới quê lên là đi xe gì? Xe khách đó. À đi xe khách. Có người ta chủ động là đi xe người không đúng không ạ? Mục đích chính là đi bằng người không để lên nhà em, là mục đích chính là mượn xe để chở em đi chơi. Và trong cái thời trong cái cuộc hành trình mà chở con đi chơi là người ta lợi dụng được cái lòng tin của con đúng không, mà người ta lấy chiếc xe. Chiếc xe con có chia sẻ cho mọi người biết là cái câu chuyện là xe gì? Xe con cũng không biết. Xe ẹt, xe năm 2010. có hình, có giấy tờ, bữa hổm nó Rồi chỉ lấy cục quẹt thôi. em có nhớ bản số xe của em không? Cô có nhớ bản số xe không? Bản số xe kìa, chủ xe Rồi em ở đây em đọc bản số xe cho anh chị bà con nghe. Xe của em đúng không? Xe của em là mua cho bé này. Rồi em đọc bản số xe đi. Số xe mà 84G1580086 biển Trà Vinh. Dạ. 84 là biển Trà Vinh. Rồi. Thì cái sau sự việc này á, thì em giờ em làm tờ đơn em núp vào chỗ công an phường nha. Rồi của anh chị bà con thì bé này sẽ kể và chia sẻ lại cho bà con là nhà coi thanh niên nó dụ bé làm sao. Rồi, bé có thể chia sẻ tiếp cái câu chuyện mà cái cuộc hành trình cái chàng thanh niên đó về nhà mình lợi dụng mà mượn xe và chở con đi chơi. Và chở con đi chơi thì người ta chở con đi đâu? Bình Dương. Từ Sóc Trăng trở về Bình Dương hay là từ đâu? Từ Long An, Long An. Từ Long An chở qua Bình Dương này. Dạ. Là người ta muốn chở qua Bình Dương này đi đâu? Con có biết không? Ông kêu là lên đây làm. À, thế tại sao trước khi đi á mà con không xin phép ba mẹ mình đi làm? Trước khi đi á thì ông không có nói là đi bả làm. Với vậy lại tới Bình Dương rồi. 2-3 ngày sau mới ông nói. Ông Thế nói đó. là con muốn về à. À, cái tối hôm đấy là con ngủ ở đâu? Con ngủ nhà trọ. Nhà trọ ngủ với ai? Với nó. À, vậy là mấy hôm? Một tháng mấy là chung, sống chung với cái người đó. À, người ta là làm nghề nghiệp gì con có biết không? Nghề gì? Là bảo vệ. Hiện nay bảo vệ ở đâu con có biết không? Lúc trước thế tại sao con biết là người ta làm bảo vệ? Thì con chỉ biết là Tự xưng là bảo vệ thôi chứ thực sự là làm ở đâu con không biết. cũng có mặc đồ bảo vệ, cũng có mấy người đưa rước cũng là bảo vệ luôn, À, nhưng mà con cũng từng vô trong đó nhưng không thấy. thấy ảnh luôn, thấy ảnh Thấy làm luôn, nhưng mà ý là công ty đó con không có biết tên thôi. ở đâu, công ty làm ở đâu? Ngay chỗ V-Ship 2. Bây giờ hiện nay là cái người người thanh niên mà quen con còn làm bảo vệ không? Vẫn còn. Vẫn còn làm bảo vệ. Hiện nay là người ta đã lấy xe của em, của con và lấy điện thoại. À, chiếc xe là trị giá ngày xưa mua là bao nhiêu tiền? 2 triệu. Và chiếc điện thoại là điện thoại gì? Điện thoại Samsung. Samsung. Bây giờ con có muốn lấy lại tài sản của mình không? Có. Con đã biết mình bị lừa chưa? À, mai mốt là mình còn đi nữa không? Còn như thế này là gọi là trốn nhà đi ấy. Đúng như là trốn nhà đi. Thế tại sao trong mấy tháng vừa qua tại sao con không liên hệ cho gia đình báo tin là con đang bị bắt, bị lừa, bị dụ dỗ? Tại sao? Con tự kiếm đường về mình, con không cho ai biết. À, tự kiếm đường về mình. Thế tại sao mà con lại trong 2 tháng, gần 2 tháng vừa qua con không về? Mà đến giờ phút này gần đến ngày cuối rồi. À, các chú hiệp sĩ Bình Dương đăng tải thông tin lên là con mới quyết định con trốn nhà về. Bữa đó là nó về quê làm giấy. Thế bữa thứ sáu đó con nói là thứ sáu tuần trước đó, con nói con xin về. Anh nói về làm cái gì? Nói về làm cái gì? Thấy con nói là con về nhớ mẹ, con về. Ông nói thôi đừng có về, về là ảnh sẽ bị bắt. Nói là về là bị bắt. Về là anh đã bị bắt. Anh có hứa hẹn với con điều gì, là yêu đương gì không? Có hứa hẹn được sau này cưới xin không? Có hứa làm sao? Anh nói làm chừng nào hai người làm dư đi rồi hai đứa mình làm đám cưới. À, chừng nào dư đi, còn không dư là thôi luôn đúng không? Không dư thì đâu có cưới được. Dạ.
có hứa hẹn là 1 năm 2 năm cưới không? 2 năm. 2 năm sau. 2 năm này hai trong hai người con và bạn trai con là tính toán là 2 năm là hai người làm này dư bao nhiêu tiền? Tính toán chưa? Chưa. Chưa tính nha. Thế con có nghĩ là anh đó đi làm bảo vệ mà anh nói anh thương con, sống chung với con, mà hiện nay anh còn lừa cả xe của con nữa, đúng không? Thì con có tin cái mối tình này đẹp không? Đẹp không? Hay là người ta chỉ lợi dụng con thôi? Lợi dụng. Lợi dụng chứ thực sự là không có đẹp gì hết. Bản thân là nghề nghiệp không rõ ràng, đúng không? Cái phương tiện, cái xe là không có mà đi. Phải nên lừa bạn gái, lừa gia đình của bạn gái, đúng không? Để chôm chỉ một chiếc xe lợi dụng để bán đi, để lấy tiền, để ăn xài. Cái xe đó, người ta hiện nay người ta còn sử dụng không? Hay bán rồi? Không biết luôn. Thế tại sao con bỏ nhà, bỏ về, và tại sao con không lấy xe về mà con bỏ xe luôn à? Từ bữa lên tới giờ chỉ thấy một ngày 4 tháng 9 là thấy mất xe rồi. À, mất xe từ 4 tháng 9 rồi? Dạ. Con là bán lâu rồi. 4 tháng 9 mà hôm nay 14 tháng 11. Đúng không? Vậy là chỉ trong vòng ít bữa 1-2 tuần là con đã phát hiện là mất xe rồi. Mấy con cũng có hỏi, anh nói đem đi sửa rồi. Giờ lãnh 15 tây này anh lãnh luôn, anh đem gì ạ? À. Bây giờ anh chưa có tiền. Thì ổng cũng hứa gì đó. Nhưng con có tin không? Thì ổng cũng có điện cho mấy người sửa xe đó. Điện nhưng mà thực sự là con không biết là người ta có điện đúng cái thợ sửa xe hay không? Hay là điện cho những người nghiện, những người chơi hàng, chơi đá, đúng không? Có, con có thấy không? Có. À, tới tiệm sửa xe luôn. Không, chỉ gọi video thôi. À, gọi video là chẳng qua người ta bán rồi, hiểu không? Người ta đóng kịch, đúng không? Hoặc là lát nữa ta gọi điện cho mày, mày nói là bây giờ xe còn đang sửa nhưng thực sự là bán cho bạn bè rồi, không còn đâu con à. Thế là bữa con về mẹ xong nghe mẹ nói con đi với con hỏi. Con hỏi làm sao? Con hỏi là bộ anh bán xe rồi à? Ừ. Ông nói bây giờ anh lỡ bán rồi. Đó. Con nói bán nhiêu tiền không? 8 triệu. Lỗ 12 triệu. Em nói bây giờ anh lỡ bán rồi, anh không có dám nói cho em biết. Sợ em chửi. Em nói cái gì? Con có tin rằng con đi theo người ta mà con dám chửi người ta không? Con có dám không? Vâng, thưa quý anh chị bà con á, thì câu chuyện bé chia sẻ thì cho anh hỏi bé nè. Cái lúc mà bé dời á, cái lúc mà bé ở trong phòng trọ bắt đi về nhà á, thì cái anh đó có biết không? Không. Không có biết. Em có nói là em đi về không? Bây giờ con còn điện thoại là cho người ta không? Không luôn. Nhưng mà anh cũng có nhắn tin. Nhắn sao? Con nói xử cho chú nghe thế nào? Nhắn sao? Nhắn hứa hẹn đúng không? Ông tin nhắn là sao em làm vậy? Làm vậy là làm sao? Sao em bỏ anh đúng không? Lại em hứa lại em không có bỏ anh. Bây giờ sao em làm vậy? Mấy con cũng không có nhắn đi. Chỉ ông chỉ nhắn lại thôi. Vậy thế tại sao con không nhắn lại? Là sao anh đi lừa em để bán xe? Sao con không nhắn lại như vậy? Nhưng mà tại sao người ta nhắn cho con? Hiện nay còn điện thoại không? Dạ không. Không có điện thoại? Dạ. Thế người ta nhắn cho con bằng cách nào? Tại lúc trước mẹ kết bạn với anh. Mẹ con kết bạn? À, là nhắn trực tiếp cho mẹ con? Dạ. Nói chung là cái lúc mà em bán xe á, ý là lúc mà anh đó bán xe của em á, để em cho em đi, em có đồng ý không? Tại em không có biết anh có bán. Mượn đi là đem đi luôn vậy hả? Dạ, ổng chỉ là mượn đi cái này một chút là đi, thấy là đi mất xe luôn. Là em cũng không biết luôn, còn điện thoại. Điện thoại thì điện thoại của thằng Úc á. Ảnh lấy. Nó lớn lên. Điện thoại của em, điện thoại của mẹ đưa lên. Thì em tự đi bán. Đó là em bán, em không có tiền xài em bán. Bây giờ rút cục là con có muốn lấy lại xe không? Và điện thoại không? Dạ, bây giờ là con biết bị lừa chưa? Biết bị lừa rồi. Dạ. Bây giờ là mình biết bị lừa rồi. Dạ. Mai mốt con còn có quen bạn trai nào như thế mà con kêu về nhà chơi thăm nhà mà lại lợi dụng lừa con nốt chiếc xe còn lại em. Mai mai có xe con không bị lừa nữa. Này mình đã tỉnh. Chắc sợ rồi. Sợ, mình đã tỉnh chưa? Này tỉnh, này còn một tí lòng tin nào? Hết rồi hả? Thế con bỏ đi là con đi bằng phương tiện gì con về nhà? Con ngồi xe đáp. Con gọi xe đáp. Ai là người trả tiền cho con từ Bình Dương về Long An? Mẹ.
mẹ trả tiền. Dạ. Trước về khi về con có thông báo cho mẹ là con trốn về không? Đó là tối, nhất tối là con có gọi cho mẹ. Ừ. Nói gì hai mà nói nó gì hai ba lần mà trốn gì hai ba lần mà trốn không được. Trốn không được. Tới nửa đêm mới trốn được á. À. Gọi là có tính trốn rồi nhưng trốn không được. Đúng không ạ? Trong phòng có gắn camera. À, phòng trọ gắn camera luôn. Đâm con chỉ trong phòng con thôi. À, tại sao lại trong phòng gắn camera, trong phòng trọ luôn là gắn camera để chi? Con biết không? Nên lúc thời gian sống chung ấy là ai là người bỏ tiền ra tiền ăn? Anh hả? Anh bán xe để lấy tiền ăn đúng không? Thì con không biết. À, cái điện thoại con thì bây giờ bán mất tiêu rồi đúng không? Dạ. Bán điện thoại bao nhiêu tiền? Con bán được 800 ngàn. 800 ngàn. Và xe được 8 triệu. Thế có 2, có 8 triệu 8 à? 2 số 8 không à? Không, cái điện thoại của Út thì thằng kia bán. Xe thì thằng kia bán. Bán hết luôn. Ờ, còn cái điện thoại của tôi thì nhỏ này bán. Với đôi bông thì nhỏ này bán. Bán hết, còn mất hết toàn bộ tài sản. Hiện nay gặp bỏ trốn về trong đêm. Câu chuyện phải nói là hết sức ly kỳ. Con có điều gì muốn chia sẻ, muốn nhờ cộng đồng mạng giúp để lấy lại công bằng cho con? Bây giờ anh em phường không dấn nha. Không biết nói gì. Đó. Em có gì nói đó. Có gì nói đó. Bây giờ chị ơi, bây giờ con chị đã về rồi, chị thấy vui không? Dạ vui. Vừa vào lúc đầu chị lại chị khóc lóc luôn không? Lúc đầu lại đi khóc là anh chị thành phố với anh Hải, tại vì không có thì tôi cũng không biết kiếm con tôi ở đâu nữa. Rồi bây giờ nó lừa con tôi, nó bán hết tài sản của con tôi, giờ mong sao lấy được xe của thằng Út lại. Rồi bây giờ tôi hỏi nghe. Từ lúc mà đến đây nhờ đạo sĩ Minh Hải tìm con ha. Dạ. Thì con thấy con phát hiện rồi con sao bây giờ con chú ai hỏi con trả lời nghe. Dạ. Con họ cách gì? Nó lớn lên. Sơn Thị Nhiên. Nó lớn lên cho mọi người nghe. Sơn Thị Nhiên. Sinh năm mấy? 98 hả? Dạ. Rồi con hiện nay là con đi ai dụ con đi? Ai dụ đi? Nó lớn lên. Bạn trai. Mới quen trên mạng đúng không? Rồi đủ rồi, con đi rồi đi đâu? Đi Bình Dương. Đi Bình Dương là con ở đâu, mấy bữa ở đâu? Ở ngay chỗ chợ Vĩnh Tân. Vĩnh Tân á, rồi bạn trai gì còn ở đó không? Thì con gì con không biết ảnh có ở đó không. Và bây giờ nó đi nó có lấy gì của con không? Nó lớn lên. Đi thì lấy chiếc xe, một cái điện thoại. Xe cái điện thoại nó lấy của con rồi phải không? Rồi bây giờ ý con muốn lấy xe tài sản nó về hay không? Có. Có phải không? Dạ. Nó lấy xe con hiệu gì? Ad. Nó lấy xe con hiệu gì? Ad. Ad xe tơ hả? Ad gì kìa Vy nói. Ad lỗ 150, 225, 200, 35, Ad lỗ nào? 35. Cho 35 xe màu gì bên số mấy? Số mấy? Số mấy? Vy số mấy rồi đọc cái chủ xe số 84G1. Rồi nữa? 500086. Phải không? 84G1, 500086, biển xe Trà Vinh, đúng không ạ? Bây giờ con còn thương người ta không? Còn không? Hết rồi hả? Hết thương phải không? Anh đó bao nhiêu tuổi? Anh đó hả? Cũng 98 luôn. 98 luôn hả? Anh có vợ chưa? Chưa. Con biết chắc không? Chắc không? Thế là trong 2 tháng, hơn 2 tháng vừa qua là con sống chung tại phòng trọ, mới gọi là người bạn, đúng không? Quen trên mạng. Và hiện nay thì té ngửa ra là tài sản nó mất toàn bộ. Bông tai, đúng không ạ? Điện thoại, xe Honda, đúng không? Là còn bỏ trốn chạy về trong đêm nữa. Một cái tình huống phải là vô cùng bất ngờ. Đó. Các bạn trẻ nếu xem cái video này, hãy cảnh giác với tất cả những người ở trên mạng, quen trên mạng và yêu trên mạng. Nhiều bé, đây là bé này còn chạy được về trong đêm. Nhiều bé còn chạy không được, còn bị nhốt, bị khống chế, bị nhiều hình thức khác nhau và hăm dọa. Đó. Trong thời gian đó con ở đó thì anh có hăm dọa con không? Dạ không. Chỉ có tán tỉnh yêu thôi ha. Nói những từ rất ngọt ha. À, có hứa hẹn với con không? Có. Hứa là anh thương em suốt đời không? Hứa sao? Hứa sao? Hồi sao nó lớn lên, thầu ưng. Nó lớn lên. Mình mà bé ốm gì mà em nó lớn. Lo em hết. À.
hứa là em sống đừng có lo, em đừng có suy nghĩ lung tung gì hết, em đừng suy nghĩ lung tung. Nói chung anh là thương anh em hết luôn, nhưng mà anh bán hết xe, bán luôn bông, bán luôn điện thoại. Này mà anh, này mà anh lấy nội tạng em luôn. Ừ. Có tin không? Em. Bây giờ em có thể là liên lạc được với anh đó không? Anh nói bữa anh nói thứ hai này nè, anh nói là thứ hai này em về. Chú Hải. Ờ. Nói là chờ nào em về anh nhắn tin coi chú Hải có nói gì không, nhắn tin cho anh biết. Ờ. Ừ. Bây giờ em có hỏi là bây giờ chú Hải đang quay nè, em nhắn gửi anh đó kia đó lên. Giờ trả xe, trả đi hội lận. Nếu không bắt luôn. Không bây là bắt luôn á. Báo công an rồi. Á. Bây giờ nè chú Hải nói nè. Thằng em mà coi cái video này thì em coi tự động trả xe hoặc điện thoại cho đẹp xin Hải 0913785858 để giao xe trả xe điện thoại. Chứ cái đó là dính đến pháp luật. Thanh niên xe lấy điện thoại là dính pháp luật. Thanh niên này đang làm bảo vệ đúng không? Họ tên của thanh niên mà bạn trai con họ tên đầy đủ làm gì? Là gì? Nguyễn Thành Phương. Nguyễn Thành Phương. Sinh năm 1998. Hiện nay bảo vệ công ty gì? Công ty, cái công ty đó người ta sản xuất cái gì? Chờ chút anh, chờ chút nha. Chờ. Sản xuất cái gì? Gia súc á. À, thức ăn gia súc. Đúng không? Thức ăn chăn nuôi đúng không? Chăn nuôi tên gì? Ở đâu? Ở ngay đường 20. Đường 20. Đường 20 ở đâu? Bình Dương hả? 20 đến 12. B-Ship 2. Hồ Vĩnh Chánh đúng không? Đường Vĩnh Tăng đi, B-Ship 2 Vĩnh Tăng. Vĩnh Tăng. Hồ Vĩnh Tăng. Được nhân chủ không? Con nói chuyện thẳng đây nè. Ờ, nói chuyện thẳng. Cho anh trả lại xe cho con luôn. Ờ, nói thẳng đi. Ông có nhớ nhớ chỗ anh đó làm không? Nhớ không? Thì công ty ảnh là ngay đường 20 luôn á. Rồi, bây giờ các chú sẽ đi lên đường để lấy xe về cho con được không? Chịu không? Đồng ý không? Chịu. Rồi, nói trước bây giờ nói với anh đó trả xe là đi, coi kêu anh ra điện thoại liền. Em nhắn gửi với anh đó này. Nói đi, cho trả xe ông ấy là dính pháp pháp luật, nói đi. Anh mau lấy xe chở em đi. Nếu điện thoại không lấy á thì ông mới tới mới đến công an á thì anh phiền phức lắm, có chuyện nữa thì chuyện lớn mà, luôn. Nếu mà anh muốn tốt cho bản thân mình á thì anh mau lấy điện thoại và lấy xe trả em đi rồi em sẽ không có làm chuyện lớn. Một trong thời gian vừa qua anh lừa em như vậy là đủ rồi nha. Rồi anh cũng như đó, hai đứa mình cũng hiểu nhau nhiều lắm rồi. Vừa hiểu nhau không? Ừ. Rồi mong hiểu anh... nhau bao nhiêu lần? Hiểu nhau bao nhiêu lần? Nói chung ra là giờ mình em cứ chia sẻ thẳng thắn với lại cho các bạn biết, và bà con người ta biết á, biết nghe chỗ nhà chỗ nó ở luôn thì nói để nói chung là bé này á là mới cũng có điện cho đợt chị Minh Hải là nó không dám về, sợ ba mẹ giờ xe thì không còn. Cái hai nữa thì sợ là về rồi có em bé nên là mẹ cũng chắc đi khám rồi là không có đúng không? Hiện nay mình đã đi khám chưa? Đi khám chưa? Đi rồi, đưa bé khám rồi. Đưa. Nhưng mà âm siêu dày rồi người ta nói không có. Không có nhưng mà zin thì mất zin rồi. Ừ. Đúng. Nói chung ra thì cái chuyện mình nói chung là anh em nói thẳng chứ không có gì á, chia sẻ thẳng cho quý anh chị bà con. Là cái hay nữa là cho các bạn mà như bé này mới lớn thì đừng có nghe những cái lời của nhân tình ha. Có thể là phá vỡ gia đình người ta cũng không chừng. Cho nên là phải rõ ràng, phải hỏi người lớn, hỏi ba mẹ. Ừ, anh đó có được hay không? Muốn quen thì phải về nhà ra mắt ba mẹ rõ ràng. Chứ đừng có mà đi theo người ta đem tài sản là về tay không, đem theo cái gì đó nữa mà đi khám vợ khám tốn tiền. Cái hôm mà con chạy về, chạy về con trốn vào buổi đêm đó, lúc bây giờ là mấy giờ? Lúc đó à. Khoảng 11 giờ. Lúc con chạy ra là 7 giờ mấy rồi. Nhưng mà về tới nhà là mấy giờ? Về tới nhà khoảng 11 giờ mấy. 11 giờ mấy là 23 giờ mấy đêm, gần 00 giờ, đúng không? Đó, lúc bây giờ khi mà con đang chạy con có sợ, có hồi hộp không? Có sợ anh tóm được mình bây giờ anh đem bán không? Sợ không? Sợ không? Đó đúng không? Ờ, rất sợ. Con đã từng xem trên mạng mà bị rất nhiều các bạn trẻ, các bé trai bé gái bị bán sang Trung Quốc, mà sang Campuchia, sang Thái Lan chưa? Thấy sợ không? Đó. Mai mốt còn có đi nữa không? Con có điều gì bây giờ là con sai rồi. Bởi vì dù gì con cũng đánh lừa mẹ mình. Đúng không? Bởi vì con đi chơi với bạn trai, con hẹn bạn trai đi chơi nhưng mà con lừa mẹ mình. Bây giờ con quay sang xin lỗi mẹ mình. Con sai hoàn toàn rồi. Nhá. Và hứa với mẹ. Xin lỗi mẹ, hứa với mẹ là giờ sẽ trả hiếu cho ba mẹ rõ ràng. Và mai mốt không được tự động đi như vậy nữa. Quay sang. Bởi vì nói rõ ràng với mẹ, mình nói hẳn. Nói to đây. Ôm mẹ đàng hoàng. Ừ. Không cười, nghiêm túc. Nghiêm túc đàng hoàng. Ôm mẹ, xin lỗi mẹ. Rất là nhiều quý con chị đang không được cười. Em. Yeah. Đúng rồi. Dạ. Con xin lỗi mẹ. Cho mẹ
nhưng mà từ nay con hứa sẽ trả hứa cho mẹ đầy đủ, không làm cho mẹ buồn nữa. Rồi bà con chia sẻ giùm ha. Đó rồi chị có chị xúc động, chị rơi nước mắt, chị có nói về vấn đề gì không, có nói điều gì không? Con chị có nói vợ với bé cho bé hiểu không, nói sơ cho bé hiểu cho biết cho bà con tao biết. Lớn gia đình chị có một đứa con gái rất là thương nó, cha mẹ rất là tưng nó, nhưng mà nó nghe lời người ta nó đi. Cũng cảm ơn dịch sĩ anh Hải vì kiếm được con tôi, nó bị người ta dụ theo. Con tôi nó hơi khờ, nó lớn tuổi thiệt mà nó kiểu mà không ra đời nhiều, nó chẳng biết đầu đuôi trước sau là gì, ở với cha mẹ làm này kia không chứ không có cho từng đi đâu xa. Giờ cái nó nghe lời người ta dắt nó đi như vậy, giờ nó được về tôi cũng mừng, cảm ơn mấy anh liệt sĩ đường phố, anh Hải rất là nhiều. Tại vì được con tôi về, bây giờ mong được cả anh em nhỏ lớn ở ngoài kia xã hội mong được đừng có làm như vậy nữa, đừng có cho cha mẹ buồn phiền. Tại vì cha mẹ mình không có ai mà thương mình bằng cha mẹ hết. Dù sao gia đình mình ấm nhất là cha mẹ mình, mình phải về với cha mẹ mình, đừng được thương cha mẹ, đừng nên đi bỏ gia đình, khuyên con cháu sau này. Cảm ơn anh liệt sĩ đường phố nhiều. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hải, liệt sĩ Nguyễn Thanh Hải. Thì trong thời gian vừa qua, phải nói cái câu chuyện mà chị chia sẻ lên là con gái chị đang nghi ngờ một đối tượng xấu ở trên mạng xã hội lợi dụng về nhà thăm nhà và lừa con chị đi, chở đi cùng và đi theo cùng một chiếc xe của gia đình. Trong thời gian đó thì gia đình mình có hoang mang, có sợ là con gái đi không bao giờ có trở về không? Rất là sợ, rất là gia đình, cha với mẹ không có ngủ được, cả anh em không có ngủ được. Không biết con mình sau này nó xảy ra chuyện gì mà sao mà nó không thấy về, không liên lạc được. Sợ người ta, một chập thì sợ người ta đem đi bán sang Campuchia làm gái, một là sợ người ta đi mộ bán thận bán gì con. Người giờ nó xảy ra chuyện rất là nhiều, mình ở thành phố này đâu có biết đường xa đâu đó mà đi kiếm con. Nghe tin tức của nó rất là mừng hết sức luôn. Và đây trong thời gian vừa qua thì gia đình mình phải nói là vô cùng hoang mang, mất ăn mất ngủ. Mất ăn mất ngủ. Nhưng đến giờ phút này thì thôi thì còn người thì còn của. Dù gì con gái chị cũng đã quay trở về rồi, đúng không? Dạ. Bây giờ thì chỉ có mất xe và điện thoại và những cái tài sản, một số tài sản nhất định. Thì anh Nguyễn Thanh Hải như công trần cũng thám tử đường phố cũng cố gắng giúp chị để lấy lại tài sản cho chị ha. Rồi họ đây tôi nói là nè bây giờ nè. Thằng em này bây giờ lỡ lấy xe với cái điện thoại, làm ơn điện thoại cho đội hiệp sĩ Quỳnh Hải 0913785818 không, trong ngày nay mà không điện thoại trả xe trả điện thoại lại là coi chừng dính nó pháp luật nghe, là coi đi báo công an là bắt đầu bắt là nhốt luôn á. Thì nói gì á ha. Nhưng mà anh xin thời hạn 1 tháng. Sao đợi hạn 1 tháng là sao kỳ á? Xin hồi nào? Xin xe mình mà sao đợi hạn 1 tháng là sao? Xin sao? Ông nhắn tin cho con vậy. Thôi không được. Nè. Nó cầm hả? Bán không? Nó bán luôn rồi. Bây giờ nè. Nó bán hả? Bây giờ em chủ động em kêu người đó lên đây gặp anh, gặp nói rồi. anh em làm chứng có em có số điện thoại không, điện liền mà điện liền nó đâu mình điện liền mình đâu đó rõ ràng có cái út dân thu huynh chị bà con thì đó em chờ nghe anh này trước thì anh này vô trước thông tin này bây giờ điện thoại rồi nhưng mà anh đem này anh trắng này giờ vào đây bấm số luôn, chắc điện thoại nói chị mong mấy lớn lên heo bé vô đấy này anh xin thay anh đen anh trắng đi qua đây trắng con anh em điện cái bút rõ ràng rồi lớn lên mọi lớn bây giờ là không có nhân đạo nữa, bởi vì người ta cố tình lừa mình rồi, lừa một cách rất ngoạn mục rồi, đúng không? Ở chung với nhau mấy tháng rồi như vậy là quá đủ rồi. Nói chung ra là bây giờ là nó lời nhiều luôn á, lời nhiều nó lời nó được quá lời nhiều luôn rồi. Nó vừa lời mà nó vừa khôn nữa. Hên là chưa, hên là chưa lời được đứa con đó, lời đứa con này thì này xong rồi chưa quay cái anh này anh điều trước đúng mà cha với mẹ thì rất là đau khổ thì quý chị bà con cùng với những em mà mới lớn thì coi cái video clip này thì bé này lúc cần gì biết em đi chứ không phải chứ anh trắng này là sao bé này út không là xe của nó đó à, xe nó con có đi làm gì đâu thất nghiệp luôn cáo. Đâu đây cáo tìm này tìm Facebook rồi dắt đi xong rồi bán xe bán vàng Facebook còn hoạt động không bán luôn điện thoại rồi ngủ
chung. Sao lại nãy đi bé bé trắng ơi. Cho người ta ra đường rồi sợ phải về đi khám, coi sợ có em bé nữa. Nhưng mà rất giờ, may mắn. May rất là may mắn, ba mẹ thì ở nhà trong ngông. Không. Mạng yếu quá nó không lên. Khóc. Chờ cái đi 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 lên đi vô wifi đi. Để bé trắng ơi, bé trắng đi chú đưa chú Hải cho bé trắng. Cho nó đâu. Đây vâng rồi bé. Chờ bé trắng đi ha. Để vô wifi cho bé trắng vô làm ha. Là trong cái nhưng mà bé thì nhỏ lòng bây giờ không biết rất là buồn á bà con. Vừa bị lừa tin. Lừa tin rồi vừa mà bị lừa tài sản. Đó. Nói chung là bé cũng mới lớn thôi, chưa có hiểu được hồi đó giờ không ra đường. Hy vọng là em trai này xem video này. Hãy quay lại. Nói cho nó hiểu được điện thoại. Mới mua cho nó xài đại điện thoại, mua ba tay tặng điện thoại kia nó lấy hết rồi. Cùng với anh Hải không biết chia sẻ làm sao, nhưng mà biết bà con anh có bác anh chị thì coi cho kỹ, coi cho rõ ràng thì bây giờ dù gì con chị cũng trở về nhà đoàn tụ gia đình rồi mà chị không nghe có quen trên mạng mà con chị bây giờ mất hết tài sản như vậy, chị có bức xúc không? Chồng dùng mạng có bức xúc á, rất là giận. Nó dù sao cũng là gì phải nó con người gì mà nó đi làm gì được. Nó lừa luôn mình tin tưởng nó lại mượn xe thì Út thấy vậy thôi cũng cho mượn xe của nó, phải xe gia đình đâu, xe của nó gắn làm nó mua giờ đâu có đi làm được, ở nhà rồi cha mẹ lấy gì mà ăn uống, tại gia đình rất là khó khăn mà làm sao mà có xe một chiếc không lấy đi rồi lấy gì mà phải lấy lại đây trả ở đây đi. Dụ nó đủ thứ hết trơn, điện thoại không, gì không có vô được, máy này vô mạng cũng vô được, vô sao vô được. Máy nó đứng rồi. Mày sao mấy trắng ơi. Thôi tí nữa anh em sẽ cập nhật cái cuộc gọi gửi cho bà con nghe. Chứ giờ là liên lạc không có được. Thanh niên đó cũng nói chung là sớm hay muộn thì thanh niên đều phải trả lại cái xe này. Bởi thanh niên này có thể là đi lừa nhiều người, lừa nhiều bé gái khác rồi. Nó nãy chạy ngang nó nói nó cũng ở nhà hàng đó, nó ở gần đây nè. Ở lại. Ở gần đây là đâu? Nó ở đâu vậy nha? Nãy nó chỉ đường đó. Chờ Vĩnh Tân á. Chợ Vĩnh Tân. Bây giờ chở bé tới, bé có nhớ địa chỉ không? Nhớ chỗ không? Nhớ chỗ không? Nhớ chỗ không? Nhớ chỗ làm không? Nhớ chỗ không? Nhỏ không? Chỗ làm ảnh hả? Chỗ làm ảnh thì con nhớ. Chỗ ở. Những cái thời điểm mà hai người đang sống chung trong căn nhà trọ đấy, ân ái đấy, gọi là tình cảm yêu đương, bạn bè gọi là yêu đương á, hứa hẹn đó. Những lúc bây giờ còn cảm giác mà con có tin tưởng người đàn ông như vậy không? Tin không? Còn tin tán không? Lúc bây giờ lúc đang ân ái á, đang ngọt anh em đang ngọt á, hai người đang gọi là hai má kề má đấy, mặn nồng á, bây giờ em còn tin tưởng không? Bây giờ nghĩ để cái cảm giác có sợ không, hay là đó là cái kỷ niệm đẹp? Sợ sợ đúng không, kiểu như là giống như biến thái vậy đó, phải không? Đúng rồi, anh chị. Hôm đầu tiên ấy là ai là người dụ ai vô trong phòng trọ? Nó nãy thằng Út mày không nói, nó điện lại nó còn hâm dọa thằng Út, nó nói cả nhà anh em mày không làm gì được tao đâu. Thôi vậy nè, tí nữa là anh em hiệp sĩ Bình Dương cùng với Hồng Tử Phố Công Trần đi lên tới chỗ dắt em đi. Chỉ chỗ, anh em sẽ quay trực tiếp cho bà con xem. Được không? Được không? Đồng ý không? Bắt ra công an luôn, đồng ý không? Kêu công an lại. Nha. Bắt ra công an nha. Có đồng ý không? Bắt cho ở tù luôn. Nhưng con chỉ biết là ngay chở Vĩnh Tân thôi. Rồi nhưng con có đồng ý không? Bây giờ bắt cho anh ở tù thì như vậy là con thấy biết tội anh nha không? Bởi vì anh lừa con quá nhiều rồi. Ở tù chứ, lừa đảo mà. Được nói không? Chung ra ở tù không mà vô em. Bây giờ được không? Bây giờ mẹ báo công an rồi. Được không? Đồng ý không? Có xin tha không? Con có xin tha cho anh không? Còn tình cảm không? Còn yêu không? Còn được phần trăm nữa không? Bây giờ có một anh khác đẹp trai hơn mà không lấy con tài sản gì cả mà cho con xe luôn, thì con có yêu người ta hay là con yêu cái anh cũ này? Yêu ai? Không biết nè. Nói chung là giờ em mất lòng tin đúng không? Hết tin tưởng rồi không? Đúng không? Còn nhắm hay còn yêu được anh đó được không? Rồi nói chung bây giờ hết tin. Anh em đây tiếp tục tìm cách tiếp cận mục tiêu đối tượng này để lấy lại tài sản cho bé gái này. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị của bạn trong những video tiếp theo nhé. Rồi xin chào bà con.